Trời hôm nay rất là nắng. Không có gì. Thư sẽ dẫn các bạn đi đến một địa điểm rất là thú vị mà mình không thể bỏ qua khi mà mình đến du lịch Hồng Kông. Đó là tượng đài của Lý Tiểu Long. Tượng đài Lý Tiểu Long là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm đầu tiên. Bức tượng đồng được khánh thành vào ngày 27 tháng 11 2005, nhưng kỷ niệm ngày sinh lần thứ 65 của ngôi sao võ thuật, tượng tạc hình ảnh ngôi sao Vịnh Xuân Quyền cởi trần và tạo dáng theo nhân vật mà ông thủ vai trong bộ phim Long Tranh Hổ Đấu năm 1973. Bức tượng cao 2,5 mét nằm trên đại lộ ngôi sao dọc bờ sông của bến cảng Victoria, Tim Sa Thủy. Con đường dài 440 mét là nơi vinh danh các nhân vật nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông. Lý Tiểu Long là diễn viên võ thuật nổi tiếng của điện ảnh Mỹ, là võ sư sáng lập võ phái Kiệt Quyền Đạo, có ảnh hưởng đậm nét đến võ thuật tổng hợp hay còn gọi là võ tự do MMA ngày nay. Ông là một trong những đệ tử ruột của Diệp Vấn, người nổi tiếng với Vịnh Xuân Quyền. Cùng với người thầy của mình và Chân Tử Đan, Lý Tiểu Long được coi là những tinh hoa của Vịnh Xuân Quyền. Đây là môn võ thuật được xem là ít tranh đấu hơn thua, lấy nhu thắng cương, nhưng hễ động thủ thì bất khả chiến bại. Nhiều người đã coi Vịnh Xuân là đỉnh cao của nghệ thuật chiến đấu. Bên này là cảng tàu
dạo mát, và mua sắm lý tưởng mà nó còn là nơi để bạn được thỏa sức ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật bằng xi măng đồng giống như người thật, với đủ các loại kích thước khác nhau ứng với từng ngôi sao nổi tiếng của Hồng Kông. Đại lộ ngôi sao có chiều dài 500m, được gắn 100 ngôi sao có in dấu tay và chữ ký của những diễn viên có đóng góp to lớn cho nền điện ảnh của Hồng Kông như Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Thành Long, Lưu Đức Khoa, Cũng Lợi, Châu Tinh Trì, Dương Tử Huỳnh, vân vân. Các du khách thường cảm thấy rất là thích thú khi được đặt tay lên dấu tay của các thần tượng để chụp ảnh kỷ niệm. Để thăm quan hết được đại lộ ngôi sao, bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian, tuy nhiên nó lại không khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hay là chán nản, mà ngược lại, cảm giác rất là thích thú và phấn khởi. Ở đầu đại lộ là một tác phẩm bằng tượng cao chừng 4,5m, đó là biểu tượng của giải thưởng điện ảnh Hồng Kông dành cho những diễn viên nghệ thuật có nhiều cống hiến cho nước nhà. Đi tiếp vào bên trong, bạn sẽ được thấy những bức tượng của nhiều đạo diễn quay phim hay biên kịch đóng góp trong nhiều bộ phim đắt khách của Hồng Kông. Nếu bạn muốn tìm hiểu tiểu sử của từng diễn viên, đạo diễn mình quan tâm, bạn có thể đọc những thông tin ấy tại chính cây cột sơn được đặt cách điều và trải dài trên đoạn đường của đại lộ ngôi sao. Cơm trắng ăn với cà ri đặc trưng. Cái này là món chắc là đặc trưng, nó không có dành cho người khách du lịch nha, nó chỉ dành cho người dân Hồng Kông, tại vì mình vô ăn là mình thấy toàn là người dân Hồng Kông không à, không có khách du lịch gì hết. Ở ba xung quanh mình thấy là đa số là có mình thấy là hả diễn viên ca sĩ nghệ sĩ Hồng Kông đồ á, chụp hình ở bên ngoài ăn rất là nhiều. Mình quay xung quanh mấy bạn xem nha. Và có món mì sủi cảo. Mình đang dùng cái món cơm cà ri này. Mình ăn thử cho coi các bạn để ngon nha. Ngon quá. Cà ri đó, nó có vị béo nhẹ, thơm mùi quế và đậm đà lắm. Cái nước của nó đậm đà lắm, chứ nó không có lạt hay là mặn, nó rất là vừa ăn nữa này. Nấu thịt heo rất là mềm. Rồi, mình hả thử món mì cho nó lại sao. Mềm này á, hương bí nha các bạn. Ăn rất là dai. Hèn chi á là chưa biết tại sao mà cái quán này nó là nhiều khách đến ăn, nhiều khách. Hiện tại là khi ăn cái này là khi ăn trưa, buổi trưa bây giờ là đã là 1:30 gần 2 giờ. Và cái quán của mình á khách vô ăn rất là đông.
chị biết tại sao, lý do tại sao nó lại đông như vậy. Buổi tối tôi nghĩ là chắc đông hơn á, vì cái quán của mình ăn rất là ngon. Tôi ăn thử cái cục này. Wow, cái cục này á, nó không phải là hoành thánh, nó không phải là sủi cảo luôn, mà nó là cá thác lát. Cái dạng như mà cái dạng cá thác lát khi nó đại đi, chứ tôi cũng không biết cái này nó phải là cá thác lát không. Và nó cuốn một cái lớp bột ở bên ngoài á, nhìn á thì mình nghĩ là sủi cảo, nhưng mà thực sự là ăn không phải là sủi cảo, nó là vị cá mà người ta trộn. Tôi thấy là cái chú nó đang trộn cá vô quanh chỗ này xem. Cái đó là cái nhân của nó đó, nhưng mà thực tế là nó không phải là hoành thánh, nó không phải là thịt rồi mình nhồi lên, mà nó là cá và ăn đi nó dễ dẻo dai dai, ăn rất là ngon. Nóng và vừa miệng lắm, cũng cho bây giờ hư dụng nha. Sẽ quay kỹ một lần nữa cái quán này cho các bạn xem nha, rất là diễn viên ăn đây, cái món đây, quán đây là ông chủ nè các bạn, ông chú Mão Xám là ông chủ nè, đó rất là nhiều diễn viên Hồng Kông ghé ăn. Quán này cũng nhỏ không lớn lắm, nhưng mà là chuyên bán chắc tôi nghĩ là cái này là do lâu năm á, hầu hết những như Hồng Kông rồi các bạn. Đây đó, các bạn thấy quen không đó, rất là nhiều những như Hồng Kông ghé ăn. Quán này lâu năm lắm rồi, tại vì hồi nãy là chú nè, lúc mà chú nhồi bột vô bánh á, là hả, chú lớn tuổi rồi, còn mấy cái tấm hình này là chú còn trẻ. Đây mà chú chủ quán tôi coi cho địa chỉ quán là ở gì rồi. Ok ha, mình sẽ đi khám phá cái quán khác nha các bạn. Khi mà các bạn đến Hồng Kông thì nhớ ghé quán này ăn nha, rất là ngon. Bấm subscribe ở bên dưới và nhấn chuông kế bên để nhận những video kế tiếp của Thư Chu Vi nha. Cảm ơn các bạn.